Sáng ngày 13 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày tại km 11 tỉnh lộ 34, đoạn qua xã Yên Định. Vào thời gian trên, một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng qua điểm sạt lở tại km 11 tỉnh lộ 34 thì bị mắc kẹt. Một xe 7 chỗ khác đi đến, có 3 người xuống hỗ trợ xe khách. Bất ngờ xảy ra sạt lở, xe khách cùng 3 người từ xe 7 chỗ xuống bị cuốn trôi. Lực lượng công an Hà Giang đang tích cực khẩn trương, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay đã tìm được 9 thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương đưa ra khỏi hiện trường. Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác. Lái xe được xác định là Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú ở tổ 16, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Tài xế này được xác định là đã tử vong tại hiện trường. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã làm các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề. Mưa lớn làm xuất hiện nhiều tuyến đường tử thần bị đứt gãy do sạt lở đất đá, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường đi các huyện vùng cao nguyên đá. Quốc lộ 34 từ Hà Giang sang Cao Bằng, đặc biệt tỉnh lộ 177-178, đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, nhiều tuyến đường từ huyện xuống xã, xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ gây tê liệt giao thông tạm thời. Hiện nay, Hà Giang đang tập trung nhân lực vật lực nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sạt lở thương tâm này. Ngành y tế Hà Giang đã kích hoạt hệ thống cấp cứu lưu động vào hiện trường để sơ cấp cứu số nạn nhân bị vùi lấp, vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu điều trị. Tập trung toàn bộ xe cứu thương túc trực tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, huy động tối đa cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân vụ sạt lở. Công an quân đội tập trung cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở thương tâm. Sáng ngày 13 tháng 7, ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê cho biết vụ tai nạn xảy ra vào 4 giờ rạng sáng nay tại km 10+980 đoạn qua xã Yên Định. Ông Tuyên cho biết xe khách 16 chỗ chạy từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng qua điểm sạt lở tại tỉnh lộ 34 thì bị đất đá vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại đã tìm được thi thể 5 nạn nhân, 4 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn. Cũng theo vị lãnh đạo này, vị trí xảy ra tai nạn đã sạt lở từ 14 giờ chiều ngày 12 tháng 7, sau đó lực lượng chức năng khắc phục, đến 18 giờ đã thông xe. Trong đêm cùng ngày trên địa bàn xuất hiện mưa to, vị trí này tiếp tục sạt lở. Thời điểm xe khách đi qua bị mắc kẹt, nhiều người xuống đẩy xe qua đoạn ùn tắc thì bất ngờ đất đá vùi lấp. Tuy nhiên, ông Ma Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê cho hay, đến 9 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài được 13 người, trong đó có 9 người chết và 4 người bị thương nặng. Sáng 13 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày tại km 11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Sự cố khiến ít nhất 4 người đã tử vong, 4 người khác bị thương. Vào thời gian trên, một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng qua điểm sạt lở tại km tỉnh lộ 34, bất ngờ bị đất đá sạt lở xuống vùi lấp. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường, phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê nói thêm, tới khoảng 7 giờ cùng ngày, chúng tôi đã tìm được 4 thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương đưa ra khỏi hiện trường. Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, địa điểm sạt lở đã được khắc phục từ chiều 12 tháng 7. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, có thể đoạn đường tiếp tục sạt lở nhưng tài xế ô tô khách vẫn cố tình đi qua, dẫn tới sự việc đau lòng. Theo ghi nhận, vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 7, trên cầu Bình Than, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn khiến ô tô 45 chỗ hư hỏng nặng. Cụ thể, ô tô 45 chỗ đang di chuyển trên cầu Bình Than, hướng từ thị xã Quế Võ đi huyện Gia Bình thì đâm vào lan can cầu khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Cũng theo ghi nhận, trên ô tô có khoảng 5 người bao gồm cả tài xế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người trên nháo nhào thoát xuống. Để tránh ùn tắc, lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện trên cầu hướng sang huyện Gia Bình. Đến trưa cùng ngày, đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, bước đầu xác minh không có thiệt hại về người. Đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Võ thông tin, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế ô tô tránh xe máy đi cùng chiều, mất lái nên đâm vào lan can cầu Bình Than. Hiện lái xe đã chủ động xin tự khắc phục hậu quả và phối hợp với hạt quản lý đường bộ để xử lý vụ việc. Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 11 tháng 7 tại km 49+400 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, hướng đi Hà Nội-Hải Phòng thuộc thị trấn Sa Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng, 41 tuổi, quê Khả Tĩnh điều khiển, chở theo hai người là anh Trịnh Tuấn Anh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa và Lê Ngọc Hùng, 36 tuổi, quê Nghệ An. Khi xe ô tô đang di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm, 35 tuổi, quê Hòa Bình điều khiển va chạm nhẹ vào phía sau. Sau va chạm, tài xế Lâm và anh Tuấn Anh và anh Hùng đang đứng tranh luận trước đầu xe 16 chỗ thì xe 7 chỗ do tài xế Trần Ngọc Thế, quê Thái Bình đâm mạnh vào phía sau. Hậu quả, tài xế Lâm và anh Trịnh Tuấn Anh tử vong tại chỗ, anh Lâm Ngọc Hùng bị thương nặng, 10 người khác được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Cục Cảnh sát Giao thông hiện đang phối hợp cơ quan điều tra huyện Gia Lộc, Hải Dương, Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là tình huống nguy hiểm, cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi dừng đỗ xe của hai lái xe trên làn cao tốc và hành vi thiếu chú ý quan sát của lái xe ô tô 7 chỗ. Nếu cơ quan cảnh sát kiểm tra kết luận có hành vi dừng đỗ sai quy định và thiếu chú ý quan sát thì người vi phạm còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước tiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của 3 tài xế, xe bán tải, xe 16 chỗ và xe 7 chỗ. Việc va chạm giữa xe bán tải và xe 16 chỗ trước đó khiến hai xe này không thể di chuyển hay không. Nếu xe không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải dừng đỗ, thì việc dừng xe có đặt biển cảnh báo nguy hiểm hay không? Nếu sau va chạm mà xe bán tải và xe 16 chỗ vẫn có khả năng di chuyển mà hai tài xế vẫn dừng xe trên đường cao tốc, trên làn xe vượt, tốc độ cho phép 120 km/h, hoặc xe không thể di chuyển, buộc phải dừng xe mà không có cảnh báo, dẫn đến tai nạn, thì hai xe này có lỗi. Người còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm tù. Đối với người điều khiển xe 7 chỗ đâm vào phía sau xe 16 chỗ đang dừng, cũng có dấu hiệu của hành vi thiếu chú ý quan sát. Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải làm chủ tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách với xe phía trước. Nếu phát hiện chướng ngại vật phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, có thể dừng lại hoặc đánh lái để tránh va chạm. Các xe dừng đỗ gặp sự cố trên đường cao tốc được xác định là chướng ngại vật. Nếu người điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông mà đâm vào phía sau xe ô tô khác đang di chuyển hoặc đang dừng khẩn cấp, có thể xác định là lỗi thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và người có lỗi còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng cũng cần xem xét trách nhiệm của hai người tranh cãi với lái xe 16 chỗ trên làn đường vượt của đường cao tốc. Vị trí 3 người đứng tranh cãi là nơi dành cho xe vượt với tốc độ tối đa 120 km/h, không được phép đi bộ. Bởi vậy, hành vi đứng tranh cãi trên mặt đường cao tốc không có cảnh báo gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Cường nêu quan điểm. Trong vụ việc này, ngoài hai người đã tử vong, những người còn lại còn sống là những người tham gia giao thông đường bộ có liên quan tới vụ việc này mà có lỗi, dừng đỗ xe sai quy định, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, cản trở giao thông thì sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Như vậy, theo luật sư Cường, với hậu quả chết 2 người và nhiều người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, người có lỗi trong vụ tai nạn này còn sống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 tới 10 năm tù. Ngoài hình phạt tù, người vi phạm trong vụ tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra với các nạn nhân.